Chương Phong chào tất cả các khán giả ở khắp nơi. Trong chương trình Hiệu Nhật Ký chiều hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Hôm nay là ngày thứ hai, ngày 26 tây tháng 7 năm 2021. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn Channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi buổi chiều chúng ta vẫn có hai đề tài liên quan tới thời sự. Và trước khi đi vào các đề tài thì vẫn là phần bảo trợ và phần bảo trợ ngày hôm nay vẫn là phần bảo trợ của tờ Epoch Times Việt ngữ. Epoch Times là một công ty truyền thông độc lập, không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ tập đoàn hay đảng phái chính trị nào, có mặt trên 36 quốc gia và được dịch sang 22 ngôn ngữ tuần báo Epoch Times tiếng Việt phát triển rất nhanh tại Hoa Kỳ, mang tới cộng đồng người Việt những tin tức trung thực và giá trị truyền thống. Kính mời quý vị ủng hộ đặt báo qua hai số 626 618 6168 và 714 356 8899 hoặc trực tiếp etviet.com trân trọng giới thiệu. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc với tờ Epoch Times Việt ngữ qua trang web của họ etviet.com tức là Able Time, chữ ET là viết tắt của chữ Able Time. Ngoài ra còn được sự bảo trợ của Tiếu Vương hội Houston tại Baby Club ngày Chủ nhật năm tây tháng 9 năm 2021 ở tại thành phố Houston nhân dịp lễ Lê Bà Đê. Quý vị nào mà muốn có một trận cười giải trí thoải mái sau những ngày tháng chúng ta khó khăn đối phó với đại dịch, quý vị có thể liên lạc với lại cơm gà Houston qua số 2818572377, 281 0985572377 với sự hiện diện của các cây hài nổi tiếng có thể giúp cho quý vị đầu óc thoải mái cười vộn rã và cười thoải mái đó là Bảo Quốc Hồng Loan Hoàng Nhất Kiều Anh Bảo Liêm Vân Sơn Hồng Đào Hoài Tâm Nhật Cường Thúy Nga và có sự hiện diện của MC Việt Thảo là người điều khiển chương trình mỗi chi tiết một lần nữa quý vị liên lạc với cơm gà Hilton 2818572377 2818572377. Và đó là phần bảo trợ của Tiếu Vương hội tại thành phố Houston ở Baby Club. Và bây giờ thì chúng ta lại bước qua cái phần thời sự mỗi một ngày của chúng ta. Ok quý vị, sáng ngày hôm nay Phong Cố Loan cho quý vị cái tin liên quan tới cuộc gặp gỡ giữa ngoại trưởng th xin lỗi quý vị, thứ trưởng Bộ ngoại giao của Hoa Kỳ là bà Wendy Sherman với lại uh, bộ trưởng ngoại giao của Trung Quốc là Vương Nghị cùng với phó thủ tướng là Xi Fen và cuộc gặp gỡ này thì nó đã trở thành một cái cuộc gặp gỡ mà chính ra là phía trung quốc đã năn nỉ phía hoa kỳ nhưng mà cuối cùng thì quý vị cuối cùng thì nó trở thành một trận thứ hai trong cái lần gặp gỡ của đôi bên và là trận sỉ nhục thứ hai với hoa kỳ bây giờ chúng ta đi bản tin thứ nhất trước đi rồi sau, đi bản tin trước đi rồi sau đó chúng ta sẽ xem coi họ nói cái gì thái độ của chính quyền joe biden như thế nào và đối chiếu lại với dưới thời tổng thống 45 của Hoa Kỳ thì liệu Trung Quốc dám có thái độ này hay không? Ok quý vị, trong ngày hôm nay thì uh, uh, trong các cuộc nói chuyện được xem là cao cấp giữa các viên chức ngoại giao của Hoa Kỳ và của Trung Quốc thì trong đó đôi bên vẫn đã vạch ra một cái lằn ranh ở trên cát tuy nhiên vẫn đồng ý là sẽ đối thoại tiếp tục Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là bà Wendy Sherman đã có cuộc uh, tiếp cận với lại uh, Bộ trưởng Ngoại giao của Trung Quốc là Vương Nghị và Phó Thủ tướng là Si Fan à, trong cái cuộc mà đôi bên nói chuyện về cái chính sách hạt lai của Hoa Kỳ tức là chính sách cứng rắn của Hoa Kỳ trong các vấn đề liên quan tới Tân Cương, Hồng Kông, Đài Loan và kể cả Đông Á cũng như, cũng như là Đông, Đông Nam Á lần đầu tiên thì Trung Quốc đã đưa cho Hoa Kỳ một cái danh sách đòi hỏi mà họ gọi đây là Red Light Issue tức là những cái lằn ranh đỏ và đòi hỏi phía Hoa Kỳ phải thực thi tất cả những điều này và đòi hỏi phía Hoa Kỳ phải có thiện chí sửa chữa những cái hư hại về mối quan hệ và đôi bên đã lời đã rời khỏi cái phòng họp giữa chừng và không hoàn tất được cái phòng họp và sẽ tương nói rằng sẽ đôi bên sẽ có những cuộc tiếp xúc trở lại và trong đó thì phía tòa bạch ốc thì Chen và Saki nói rằng các cái vấn đề được nêu ra trong cuộc họp giữa đôi bên vẫn không hề được trình bày phía trung quốc thì nói rằng các cuộc đối thoại này là cần thiết và trong lúc phía hoa kỳ nói rằng cuộc thảo luận là việc trách nhiệm trên toàn cầu giữa hoa kỳ và trung quốc và trong đó thì phía À, người được xem là đứng đầu của cái bộ ngoại giao của Trung Quốc đã muốn rằng là có cuộc à, à, thảo luận mở rộng trong nhiều vấn đề, à, trong đó bao gồm luôn tất cả những cái vấn đề mà tiếp tục gìn giữ đối thoại giữa đôi bên. Đó là lời phát biểu của phát ngôn viên bộ ngoại giao Hoa Kỳ là Ned Price đã đưa ra sau cuộc đối thoại này và ông Price cho biết rằng là trong cuộc gặp gỡ giữa bà Wendy và ông Wang thì bà bà Wendy Sherman đã đã, đã đã cam kết rằng sẽ tiếp tục có một những cái, cái thái độ cạnh tranh với lại Trung Quốc và bà nói rằng Hoa Kỳ sẵn sàng đón chào những cuộc cạnh tranh trong cái tinh thần gọi là um, cạnh tranh khỏe mạnh trong cái tinh thần gọi là tôn trọng các giá trị dân chủ và bảo vệ các truyền thống dân chủ cũng như là tôn trọng tất cả những quy tắc trên toàn cầu. Trong khi ngược lại thì bà Vương Nghệ cho rằng Vấn đề Đài Loan là vấn đề vô cùng quan trọng đối với Trung Quốc và chúng tôi khuyến cáo Hoa Kỳ là phải cam kết Đài Loan, không phải là vấn đề giữa hai quốc gia. Đó là lời phát biểu của Vương Nghị. Và tiếp theo cái cuộc phát biểu này thì phía Trung Quốc đã đưa ra một cái danh sách đòi hỏi mà họ được gọi là red line, trong đó gồm những đòi hỏi rất là dễ thương quý vị. Đầu tiên hết là phải tháo gỡ tất cả những giới hạn chiếu kháng dành cho các thành viên của Đảng Cộng sản và gia đình của họ đã bị giới hạn nhập cảnh Hoa Kỳ. Thứ hai là tháo gỡ tất cả những chiếu kháng và uh, vô giới hạn dành cho du học sinh Trung Quốc tới Hoa Kỳ. Thứ ba là chấm dứt việc giới hạn các công ty của Trung Quốc trên thị trường vốn của Hoa Kỳ và chấm dứt việc mà ngưng uh, làm khó các công ty Trung Quốc trong việc tiếp cận kỹ thuật của Hoa Kỳ. Và kế tiếp là chấm dứt xen vào chuyện nội bộ của Trung Quốc bao gồm Hồng Kông, Tân Cương và Đài Loan. Đây là những cái đòi hỏi phía Trung Quốc mà nói rằng là Hoa Kỳ phải bày tỏ thiện chí để mà hàn gắn các mối hư quan hệ hư hại dưới thời của ông tổng thống Trump, tức là tổng thống 45 của Hoa Kỳ. Ok các vị, đây là chính là cái đòi hỏi của Trung Quốc đã đưa ra cho bà uh, Wendy Sherman và đôi bên đã kết thúc cuộc họp kéo dài 4 tiếng chưa đạt tới đâu hết và bà Minh đã bỏ về. Đó là một trong những cái uh, tin tức mà chúng ta biết được về phiên họp này. Ok quý vị, đó là cái uh, cuộc gặp gỡ giữa hai người tại Thiên Tân ở tại Trung Quốc. Và bây giờ thì uh, trước hết đi quý vị, chúng ta phải đi lại toàn bộ coi cái cuộc họp này là ai đề nghị. Rồi sau đó tại sao lại Trung Quốc lại sử dụng phiên họp này và đưa những đòi hỏi gọi là tương đối gọi là nhiều hâu như vậy. Thì có lẽ nó sẽ là một cái bài nói chuyện và chúng ta phân tích xem là thái độ của chính quyền Joe Biden và cái chính sách đối với Trung Quốc cũng như là đối chiếu với ông Trump trước đây. Ok quý vị, đó là những cái điều mà chúng ta sẽ thảo luận trong chiều ngày hôm nay. Đầu tiên hết, quý vị còn nhớ là khi mà tôi có loan tin cách đây hơn một tuần lễ, thì tôi có loan tin là bà Wendy Sherman trên chuyến công du Á Châu của bà là bà tới uh, Nhật Bản, Nam Hàn và bay qua Mông Cổ. Chuyến đi này hoàn toàn không có dự tính là ghé Trung Quốc. Cho tới khi phía Bộ Ngoại giao của Cộng sản Trung Quốc à, cố gắng lobby, tức là vận động, để bà Sherpen sau khi viếng thăm Trung Quốc ở Mông Cổ thì bay từ Mông Cổ tới Thiên Tân ở Trung Quốc. Cho tới giờ chót thì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vẫn chưa đồng ý hay không? Tại vì cùng một lượt thì là Bộ trưởng Quốc phòng của Hoa Kỳ đang có mặt ở tại khu vực Á Châu tại vì cùng một lượt trong cái cuối tuần qua thì là ông Lloyd Austin là Bộ trưởng Quốc phòng của Hoa Kỳ tới Philippines, Việt Nam và Singapore và kéo dài tới ngày hôm nay do đó ít khi nào Hoa Kỳ để cho kéo căng ngổng như vậy do đó cái chính sách của Hoa Kỳ thì lúc đó là gần như là Bộ ngoại giao Hoa Kỳ chưa lên tiếng nhưng bất ngờ chiều thứ sáu thì Bộ ngoại giao Hoa Kỳ báo cho biết rằng là đồng ý để cho bà Wendy Sherman thứ trưởng Bộ ngoại giao của Hoa Kỳ tới Trung Quốc và tới Thiên Tân gặp gỡ với Vương Nghị và gặp gỡ với lại Xi fan được xem là phó thủ tướng. Tuy nhiên phía Hoa Kỳ đòi hỏi là phải gặp những nhân vật thân cận nhất của Tập cận bình. Nhưng mà cuối cùng thì chuyện này không xảy ra và phiên họp đã diễn ra vào chiều ngày hôm qua, à, dẫn sáng ngày hôm qua thì gặp gỡ sơ khởi. Cuộc họp chính ra là ngày hôm nay và cuộc họp này thì chỉ kéo dài khoảng gần 4 tiếng đồng hồ và cuối cùng thì bà Wendy Sherman đã viện cớ rằng là bà đã bay khá mệt và bà muốn đi về. À, trước khi đi thì đôi bên cũng có một cái cuộc ngắn gặp gỡ với báo chí. thì đôi bên nó bà nói rằng là sẽ tiếp tục giữ các cái đường dây đối thoại với Trung Quốc. đó là toàn bộ câu chuyện quý vị. thứ nhất chúng ta thấy rõ ràng, Bắc Kinh là kẻ chủ động lobby mời bà Wendy Sherman tới Trung Quốc. nhưng mà khi bà tới thì Bắc Kinh lại chơi một cái trò ngoại giao diều hâu tức là thay vì ngồi xuống nói chuyện giải quyết từng vấn đề thì Bắc Kinh đưa ngay một cái danh sách đòi hỏi phía Hoa Kỳ giao tận tay cho bà uh, Wendy Sherman thì quý vị thấy rõ ràng Bắc Kinh đã có những cái uh, cùng một lượt thì ông Lloyd Austin đang có mặt tại Á Châu điều này về mặt đối ngoại tôi nói là mặt đối ngoại trước rõ ràng Bắc Kinh đang sử dụng cái chuyến này để sỉ nhục Hoa Kỳ lần thứ hai sau cái cuộc xỉ nhục ở Las Vegas lần ấy, ở Las Alaska lần trước thì Bắc Kinh lại tiếp tục dùng cái này để xỉ nhục Hoa Kỳ và cảnh báo những quốc gia Á Châu đặc biệt là những quốc gia mà ông Lloyd Austin Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng của Hoa Kỳ đang viếng thăm rõ ràng Bắc Kinh đã chơi cái trò gọi là chính trị liều lĩnh tôi gọi là chính trị liều lĩnh tức là chơi tới mức mà gọi là không còn để mặt nhau nữa Mặc dù phía Hoa Kỳ giờ chót đã cuối cùng cũng phải nể mặt để mà bà mà Sherman tới Trung Quốc với cái tinh thần để coi Trung Quốc muốn nói cái gì và muốn trình bày cái gì. Nhưng cuối cùng Bắc Kinh đã lợi dụng cái cơ hội này để sỉ nhục Hoa Kỳ nhiều hơn. Và đây là lần thứ hai. Lần thứ nhất thì Bắc Kinh cũng chủ động yêu cầu gặp gỡ với phía Joe Biden. Sau khi Joe Biden lên nắm quyền thì ông Anthony Blinken trên nguyên tắc là sau chuyến viếng thăm Á Châu ổng bay trở về Mỹ nhưng mà cuối cùng thì à, phía bộ ngoại giao hoa kỳ vẫn quyết định gặp gỡ viên chức cộng sản trung quốc ở tại alaska và ngay lúc đó thì quý vị thấy là dương khiết trì cho tới à, vương nghị sử dụng cơ hội này xỉ nhục ông anthony Blinken ngay tại chỗ lần này gặp gỡ tại trung quốc tức là có qua có lại lần trước chúng tôi bay qua hoa kỳ rồi lần này các anh ta phải tới trung quốc chứ đây là cái kiểu của trung quốc mà quý vị và khi tới nơi thì họ sử dụng cái này để họ giăng mặt đài loan và các quốc gia á châu kể cả nhật bản và trước đó thì uh, trước đó thì quý vị phía Hoa Kỳ đã áp đặt một số lệnh cấm vận với Trung Quốc và ngược lại Trung Quốc trước khi bà bà que bà Wendy tới bà Wendy anh tới thì Trung Quốc cũng áp đặt một số lệnh cấm vận đối với Hoa Kỳ trong đó có cả cựu Bộ trưởng Thương mại là ông Wilbur Ross quý vị thấy rõ ràng là Bắc Kinh đang chơi một cái game tiếp tục cái chính sách gọi là uh, ngoại giao diều hâu của họ hay còn gọi là War Warrior uh, Diplomacy ngoại giao chiến làng về mặt đối nội rõ ràng bắc kinh đang dùng báo chí để đánh chống thổi kèn cho việc coi tao mời trung quốc tao mời thằng mỹ tới tao chửi vô mặt nó cho mọi người nghe nè kiểu của trung quốc là như vậy tức là cho dân trung quốc thấy là mình mạnh lắm mời mỹ tới tận nhà chửi vô mặt nó chỉ vô mặt nó chửi vô mặt nó cho mọi người thấy nè mình mạnh vô cùng ok quý vị đây chính là cái trò của bắc kinh và đổi lại thì chính quyền của Jordan khá mềm mỏng. Mềm mỏng mà tương đối là giữ được cái cán cân. Tại vì ít nhất là kỳ này bà Sherman không có nhục nhã như lần trước với lại ông Anthony Blinken. Lần này bà vẫn nhẹ nhàng bà nói rằng chúng tôi tôn trọng sự cạnh tranh. Và không muốn có một cuộc đối đầu xung đột với Trung Quốc. Nhưng chúng tôi tôn trọng cuộc cạnh tranh trong một cái tinh thần khỏe mạnh tức là healthy competition. Và tôn trọng giá trị dân chủ và tất cả những giá trị của cộng đồng quốc tế kể cả những cái quy tắc của cộng đồng quốc tế thì cái lời nói nhẹ nhàng của bà Sherman thì cũng đã chặn đứng tất cả những cái đòi hỏi của Trung Quốc mình nghe rất là nhẹ nhàng cạnh tranh trong sự khỏe mạnh tức là các anh phải chơi một cách đàng hoàng không chơi gian lận không ăn cắp không có chơi cái trò mà dùng hacker rồi dùng vua gián điệp và hoạt động hay là dùng cái cái trò tiền bạc của anh ảnh hưởng tới nội chính của chúng tôi tức là nó ảnh hưởng tới Hoa Kỳ là cái, cái 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 lời cái lời chân của bà thứ hai là tôn trọng giá trị dân chủ tức là Hoa Kỳ vẫn duy trì quan điểm lên án cộng sản Trung Quốc vào trong vấn đề của Hồng Kông và Tân Cương và tôn trọng các cái quy tắc của cộng đồng quốc tế ý nói là Trung Quốc không thể bành trướng ở trên biển biển Đông phải tôn trọng cái Unclosed năm 1982 và phải tôn trọng cái uh, eo biển Đài Loan thì lời nói của bà tất rất là nhẹ nhàng Nhưng nó bao hàm đầy đủ ý nghĩa Tức là lần này bà có một cái thái độ Có vẻ như có kinh nghiệm lần trước Anthony Blinken bất ngờ Trước những trò sĩ vả của Trung Quốc Lần này Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ có sự chuẩn bị Có sự chuẩn bị là sẽ đón tiếp Đón nhận những cái trò dơ bẩn này Và y chang nó xảy ra Và bà đã bình tĩnh để bà đưa ra những cái Quan điểm của phía Hoa Kỳ <laughs> Quý vị Rõ ràng là lần này Trung Quốc lại sử dụng cái trò đó. Bây giờ mình đối chiếu lại dưới thời của cựu Tổng thống Trump, tức là vị Tổng thống 45 của Hoa Kỳ, trong chính sách đối ngoại. Bắt đầu từ cuối năm 2017, tức là sau khi ông Trump lên nhận chức gần một năm, và đầu năm 2018, thì ông Trump đã liên tục nhấn mạnh đến cái vấn đề gọi là mất quân bình cán cân mậu dịch với Trung Quốc. Và liên tục từ đầu năm 2018 cho tới cuối năm 2019, tức là đầu năm 2020, trước khi mà ký kêu thở Phase One vào tháng Giêng, 15 tây tháng Giêng năm 2020 là ông Trump đã liên tục mở các cuộc tấn công à, về kinh tế đối với Trung Quốc. Trong đó, ông áp đặt rất là nhiều những cái sắc luật thuế đánh vào mặt hàng Trung Quốc. Bên cạnh đó, ông Trump đã liên tục gọi là đưa ra những cái vạch à, à, ra những cái trò dơ bẩn của Trung Quốc và chỉ đạo cho Bộ Tư pháp phanh phui tất cả những trò hoạt động gián điệp của Trung Quốc. Và riêng trong 2 năm, 2018 và 2019, mấy chục vụ án liên quan tới làm gián điệp của Trung Quốc đã bị truy tố trước tòa án và đã được công khai trước mọi người. Bên cạnh đó, ông còn vạch ra những trò gian manh của Trung Quốc trong việc đổi lốt à, quốc gia đang phát triển ở WTO. Ông vạch ra những trò phá giá của Trung Quốc trong vấn đề gọi là shipping, vận chuyển. Và bên cạnh đó, ông còn ép cái bến cảng Long Beach ở tại Hoa Kỳ, cái công ty Costco của Trung Quốc là phải bán lại cái bến cả cái cổ phần bến cảng này cho lại phía Hoa Kỳ mà trước đây dưới thời Obama đã bán một phần bến cảng này cho cộng sản Trung Quốc chưa hết quý vị ông ép tới luôn và dưới thời của ông Mike Pompeo làm ngoại trưởng tất cả những cái chính sách với Trung Quốc trở nên cứng rắn hơn ông Mike Pompeo hủy bỏ tất cả những cái ưu đãi mà Obama đã dành cho Trung Quốc sau đó ông giới hạn tất cả các cái chiếu kháng của công dân Trung Quốc bao gồm những thành phần thương mại những thành phần nghiên cứu sinh hay là nghiên cứu gia hay là những thành phần du học sinh cấm cửa và rất là khó khăn trong việc cho phép họ nhập cảnh Hoa Kỳ. Rồi cùng một lượt thì các cái lệnh gọi là trừng phạt áp đặt lên lãnh thổ của lên các công ty của Trung Quốc, đặc biệt là công ty Huawei. Trong 3 năm đó, từ năm 2019, 2018, 2019, 2020, 3 năm đó gần như là ông Trump dí công ty Huawei không còn chỗ thở luôn. Và bù lại, phía Cộng sản Trung Quốc không dám hó hé. Không dám hó hé một lời gì trước những cái đòn tấn công như vũ bão của ông Trump vào tất cả các chính sách. Vào tất cả các chính sách. Đó là chưa kể cái tình trạng bên Hồng Kông lúc 2019 biểu tình. Ông Trump đã ký liên tục mấy xác luật để trừng phạt các viên chức Hồng Kông. Thì quý vị thấy là ông Trump mở hồ sơ tấn công liên tục. Cộng sản Trung Quốc khép re. Không dám lên tiếng cũng không dám hó hé luôn. Thậm chí vài tháng trước khi mà có cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ Trung Quốc đã vận động hết mình để cho Dương Khiết trì một nhân vật được xem là nằm ở trên cái bộ chính trị đặc trách về ngoại giao của Cộng sản Trung Quốc tức là một trong những thành phần gọi là giới chức cao cấp của Trung Quốc đến Hoa Kỳ và vận động gia đình của Bush và những thành viên khác trong đoàn Cộng hòa để lobby một cuộc gặp gỡ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc để có thể mở lại các cái cuộc đối thoại Lúc đó gần như là tách trời luôn. Gần như là tách trời ra luôn. Hồi tháng 8 quý vị. Thì cuối cùng, ông Trump vì nể và ông Mike Pompeo nể mặt các thành viên trong Đảng Cộng Hòa và nể mặt gia đình của Bush. Tại vì Dương kiệt Trì rất thân cận với gia đình của ông Bush. Do đó, đã chấp nhận tiếp Dương kiệt Trì nhưng không tiếp theo cái phong tục ngoại giao bình thường. Mà tiếp ở tận Hawaii không cho bước vào lãnh thổ của Mỹ. Chỉ tuốt ở ngoài Hawaii ở đảo Thái Bình Dương. Và cái buổi tiếp đón đó rất sơ sài Không thể theo một cái thể thức ngoại giao nào Và rất sơ sài quý vị Sau phiên họp này Là Trung Quốc gần như bị mặt Gần như bị ông Mai Pombo bị mặt luôn Tức là Không tưởng tượng được là lúc đó Trung Quốc nhục nhã đi về như thế nào Dương Kiết Trì nhục nhã Tại vì tới nơi Thì một cái bàn rất là đơn sơ Vài chai nước lọc để trên đó Và đôi bên gặp nhau Không có nghi thức đón theo kiểu ngoại giao không có rình rang không có bất cứ một cái trèn trống nào để cho Bắc Kinh có thể lợi dụng để tuyên truyền được. Tức là chính quyền của ông Trump và đặc biệt là Ngoại trưởng à, lúc đó là ông Mike Pompeo rất hiểu rõ những trò gian manh của Cộng sản Trung Quốc. Những trò gian manh đó là luôn luôn lợi dụng những cuộc gặp gỡ để đánh bóng tuyên truyền. Thổi phòng các cuộc gặp gỡ này. Do đó ông Mike Pompeo đã đưa ra một cái cuộc tiếp đón gần như là sơ sài vô cùng quý vị. Một cái bàn vài ba cái ghế mà cái ghế cũng không được đàng hoàng nữa mà cái bàn thì cũng không phải là cái bàn có trải khăn đàng hoàng nữa quý vị. Tại vì ông Bambo biết được cộng sản Trung Quốc rất là gian manh. Bất kỳ một cái gì họ cũng có thể lợi dụng để tuyên truyền. Do đó cuộc gặp gỡ của ông với Dương Khắc Trì trở nên tẻ nhạt. Dương Khắc Trì gần như thất vọng hoàn toàn. Gặp được ông Bambo nhưng mà cũng thất vọng hoàn toàn bởi vì không có một cái một cái gì cho họ tuyên truyền được hết đó là sự căm hận của chính quyền Trung Quốc đối với lại chính quyền của ông tổng thống 45 Hoa Kỳ đặc biệt là ngoại trưởng của ngoại trưởng Mike Pompeo Do, ngược lại thì sau đó thay đổi chính phủ tại Hoa Kỳ Joe Biden lên làm tổng thống thì Joe Biden vẫn duy trì là không có gặp gỡ với lại phía Trung Quốc mặc dù rằng trên nguyên tắc ngay cả lúc mà ông Trump nhận chức quý vị còn nhớ là đương nhiên cái cú điện thoại đầu tiên ổng nhận là của bà Thái Anh Văn Đại Loan. Nhưng mà rồi sau đó trong vòng 4 mà 2 tuần lễ thôi, tất cả các nguyên thủ quốc gia ở trên thế giới đều gọi điện thoại chúc mừng. Đều gọi điện thoại chúc mừng ông Trump. Theo cái quy tắc gọi là về mặt gọi là nghi lễ à, ngoại giao. Thì quý vị, đó là thời của ông Trump. Và sau đó Trung Quốc còn mở một cái cuộc đón tiếp ông Trump một cách gọi là vĩ đại chưa từng có mà. Nhưng mà chuyện đó là chuyện anh đón tiếp là chuyện của anh, chuyện tôi làm là chuyện của tôi. Ông Trump vẫn cứng rắn với Trung Quốc. Ngược lại, Joe Biden trong 2 tháng đó, ông ta nhận rất nhiều cú điện thoại chúc mừng của các lãnh đạo thế giới. Nhưng mà ông ta vẫn chừa Trung Quốc ra. Có lẽ do áp lực từ phía đảng Dân Chủ và cái chính sách ông Trump đang để lại. Ông ta vẫn chưa biết cái chính sách đó như thế nào cho nên ông ta chưa muốn gọi cho Tập Cận Bình. Cuối cùng thì vẫn có một cú điện thoại giữa ông ta và Tập Cận Bình sau cú điện thoại với Nga. Thì sắp xếp cuối cùng đôi bên sẽ đã gặp nhau vào tháng 3, tức là 2 tháng sau khi mà à, ông 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 Biden lên dạng chức thì cuộc gặp gỡ đó diễn ra vào tháng 3. Chính ra cuộc gặp gỡ đó cũng không có mà do phía cộng sản Trung Quốc vận động. Là bởi vì lúc đó ông Anthony Blinken bay qua Á Châu. Và trên đường Á Châu trở về Mỹ thì phía Trung Quốc yêu cầu gặp gỡ ở Alaska cho nên phải bay qua Alaska thì lúc đó có lẽ là cái lúc mà Joe Biden cảm thấy rằng cũng để cho Trung Quốc muốn nói muốn gặp gỡ nói cái gì thì nói nhưng bất ngờ quý vị Bắc Kinh đã sử dụng cái trò gọi là giống như ngày hôm nay tức là dùng cái cuộc gặp gỡ này để tìm cách sỉ nhục chính quyền của Joe Biden mặc dù sự sỉ nhục này chúng ta có thể đánh giá là một sự đo lường thời điểm đó thời điểm đó là sự đo lường đo lường tức là coi cái chính quyền Joe Biden mềm dẻo tới đâu và có thể thay đổi được chính sách hiện nay của Hoa Kỳ với Cộng sản Trung Quốc hay không. Do đó họ dùng cái chính sách nhiều hâu đó họ đo lường, họ sỉ nhục ông Anthony Blinken ngay tại chỗ luôn quý vị. Thì tôi cứ coi đó là cái lúc đó là lúc đo lường đi, một mặt đo lường, một mặt dùng hình ảnh đó tuyên truyền ở Trung Quốc. Nhưng bây giờ quý vị, tháng 7, tức là 4 tháng sau cuộc gặp gỡ đầu tiên, cũng chính Cộng sản Trung Quốc năng nỉ bà Wendy Sherman tới và cuối cùng thì trung quốc lại chơi trò cũ sử dụng cái cuộc gặp gỡ này tiếp tục sỉ nhục bà Sherman ngay trước à, ngay trong cuộc họp và lần này thì chính quyền của Joe Biden tức là bộ ngoại giao có vẻ như là có cái sự đề phòng hơn và bà Sherman đã bình tĩnh hơn so với ông Anthony Blinken lúc trước ông Anthony Blinken lúc trước ông nghĩ rằng là thiện chí đôi bên gặp gỡ dù có ghét nhau cỡ nào thì cái ngôn ngữ cũng phải tôn trọng nhưng mà ổng bất ngờ khi mà Dương Khiết Trì lên tiếng sỉ nhục ngay trước mặt ổng đủ tò hết là điều đó gây bất ngờ cho ông Anthony Blinken khiến ổng cũng hơi ngỡ ngàng và ổng cũng không biết phải ứng phó sao với lại cái cái, cái lối diều hâu của Trung Quốc nhưng lần này thì bà Sherman đã có kinh nghiệm bà vẫn cười và bà vẫn bình tĩnh trong vấn đề mà Bắc Kinh tiếp tục đưa ra những đòi hỏi mặc dù ngôn ngữ không có gây gắt như lần trước nhưng mà Gần như là Bắc Kinh đòi dạy dỗ cho Hoa Kỳ cách đối xử công bằng với những nước khác. Rồi đưa một cái danh sách gọi là lằn ranh đỏ, tức là red line không được băng qua. Và phải làm tất cả những điều này. Quý vị, rõ ràng Bắc Kinh đang chơi một cái game mà chúng ta thấy được từ cái hình ảnh này. Từ những cái này, chúng ta đánh giá được một điều. Nội bộ Trung Quốc đã tới mức khủng hoảng. Tức là họ đang bế tắc trong các cái đường hướng làm sao thoát được cục diện này. Và bây giờ chỉ là những cái giải pháp chấp phá. Tức là sử dụng những cuộc gặp gỡ này lên án, chửi bới, rồi bày thái độ gì diều hâu. Để che lấp đi những cái bế tắc mà họ đang phải đương đầu. Tôi chưa nói cái nội địa của họ sắp sửa phải đối diện với cơn khủng hoảng kinh tế. Nhưng cái chiến lược để mà tiếp cận ngược bên ngoài, Bắc Kinh đã bỏ tay. Tại vì Liên Hiệp Âu Châu Mặc dù rằng là họ không ưa ông Trump, nhưng mà họ vẫn phải đáp ứng cái chính sách của Hoa Kỳ. Kể từ khi Joe Biden lên, Âu Châu đã có những hành động cụ thể hơn đối với Cộng sản Trung Quốc. Mặc dù là Cộng sản Trung Quốc đã sử dụng à, Emmanuel Macron, Tổng thống Pháp và bà Angela Merkel của Đức để mà thúc đẩy tối đa cái việc tiếp cận lại giữa Âu Châu và Trung Quốc. Nhưng đáng tiếc Âu Châu 27 thành viên, Đức và Pháp cũng chỉ có hai vé thôi. 25 vé còn lại Họ không được hưởng lợi nhiều trong các mối quan hệ với Trung Quốc Do đó họ Đa số họ phản đối Và do đó Âu Châu bây giờ Phải đi cái chính sách của Hoa Kỳ Là tách rời nền kinh tế của Trung Quốc Thì quý vị thấy là Cái cái gì, cái hiệp ước về đầu tư Giữa Âu Châu và Trung Quốc Đã bị đình chỉ vô thời hạn Liên hiệp các cái thành viên Trong nghị viện Âu Châu đã bắt đầu kêu gọi tẩy chay giải Olympic năm 2022. Cộng thêm đó là Âu Châu cũng đã áp đặt lệnh cấm vận đối với ít nhất là 4 viên chức của Cộng sản Trung Quốc trong vấn đề của Tân Cương. Thì quý vị thấy đây là những hành động tôi gọi là cụ thể sau nhiều năm Âu Châu đạo đức giả. Tức là bây giờ họ bắt đầu có những hành động cụ thể song hành với Hoa Kỳ. Và vừa rồi là đồng một lượt họ lên án Cộng sản Trung Quốc trong vấn đề diệt chủng ở Tân Cương luôn điều này là cho quý vị thấy cái vừa rồi quý vị cái vừa rồi không phải là tân Cương mà vừa rồi lên án cộng sản trung quốc trong việc mà tấn công không gian mạng đối với hoa kỳ thông qua cái software nhu liệu microsoft exchange là toàn bộ âu châu anh canada úc new zealand đều lên án trung quốc rõ ràng là bắc kinh đang đối diện với một sự bế tắc sự bế tắc này là không có một cái cách thoát ra nó giờ coi như cả cộng đồng quốc tế nó soi đèn rồi mà bây giờ chọn bây giờ dùng cách nào để tiếp cận lại họ không có trừ phi là phải thay đổi thái độ mà thay đổi thái độ thì nội bộ của họ sẽ đánh lộn tới mức mà gọi là tan nát luôn cái quyền lực của đảng cộng sản tại Trung Quốc mà không thay đổi thái độ thì đi vào ngõ bế tắc không có cách nào giải quyết được Trung Quốc càng lúc càng bị cô lập do đó Bây giờ những cái hành động mà quý vị thấy nó lên án rồi nó chửi bới này nọ hay là kể cả cuộc tập trận chuẩn bị diễn ra ở tại khu vực Biển Đông sắp sửa diễn ra hôm nay với ngày mai kéo dài cho tới ngày 29 Tây Tất cả chỉ là cái hành động chấp phá của Cộng sản Trung Quốc để che đậy cái sự bế tắc của họ trong việc mà làm sao giải quyết cái bài toán là Trung Quốc hội nhập lại trong cộng đồng quốc tế. Bởi vì nó đã bị trận được. Chính vì vậy mà đây là lần mà Trung Quốc cảm thấy rằng là họ sử dụng cái này đáng tiếc là lần này chính quyền Joe Biden mặc dù bà Wendy đã có cơ hội đã có một cái, cái sự khéo léo nhưng về quy tắc thì bà ta vẫn làm nhục quốc thể tới Trung Quốc cho nó xỉ nhục mình cũng giống như ông Anthony Blinken tới Alaska để cho Trung Quốc xỉ nhục mình hai lần sỉ nhục nó làm cho người dân Hoa Kỳ càng phẫn nộ hơn cái sự yếu kém của chính quyền Joe Biden với cộng sản Trung Quốc Ok quý vị, đó là cái đề tài thứ nhất ngày hôm nay. Một lát nữa Phong sẽ trở lại với đề tài thứ hai và trong đề tài thứ hai thì Phong sẽ đề cập đến vấn đề làm từ thiệt là kế là cái nhất thời hỗ trợ trong lúc gặp khó khăn. Nhưng mà giải pháp lâu dài và và sau cùng là cái gì đối với tình hình của Việt Nam hiện nay. Xin quý vị đừng rời khỏi làn sóng phát hình và phát thanh của Phong. Phong trở lại trong vòng 3 phút.